Xin chào quý thầy, các bạn thí sinh và các học viên. Chúng ta có 4 tiết để mà tiếp tục cái bộ môn triết học phương Tây. Rồi chúng ta sẽ còn 4 tiết nữa. Không biết còn không? À còn. Là chúng ta sẽ kết thúc. Đó, như vậy chúng ta sẽ có 2 buổi học là 8 tiết. Nếu mà nói về lớp chính quy thì cũng phải học cả tháng. Và chúng ta có 2 buổi nữa. Và cái chương trình học kỳ 1 á, thì ban đầu cũng tính là cho các vị thi ở một cái dạng khác, nhưng mà sau là tình hình lớp bài vở rất là nhiều, cho nên là sư Hương Nhũ cũng cố gắng cũng không có thay đổi cái hình thức thi, và các vị làm bài nói chung đa số là cũng thấy khá tốt, một số ít thì làm cũng là trung bình, chứ còn hầu hết là làm bài được đó, thì chắc là cũng không có gì khó khăn. Nhưng bây giờ thi xong rồi, bây giờ hỏi chúng ta đã lịch sử triết học phương Tây đã học qua được giai đoạn nào rồi? Chúng ta thi qua cái giai đoạn nào rồi? Ai nói được xem nào? Ai trả lời được? Lịch sử triết học phương Tây đã trải qua những giai đoạn nào? Vừa rồi chúng ta kiểm tra giai đoạn nào với giai đoạn nào? Ai nói được? Dạ mô Phật, con chào sư. Mình trải qua ba thời kỳ của triết học Trung phương Tây. Thứ nhất là thời sơ khai, thời sơ khai của trung cổ, từ đầu tiên là thời cổ đại tới trung cổ, rồi ba thời kỳ thời kinh viện. Em đã nhầm, ví dụ như trong thời mỗi một cái giai đoạn là chia ra những cái giai đoạn nhỏ, phải không nào? Chẳng như em nói kinh viện, tức là trong thời Trung Cổ thì nó sẽ có triết học Cơ Đốc giáo, rồi kinh viện, rồi suy tàn. Nhưng mà giờ sư đã nói lịch sử triết học phương Tây, thì chúng ta đã học qua giai đoạn nào rồi? Chính. Chứ không có nói những cái giai đoạn nhỏ, mà cái đi qua cái chính á. Chúng ta đi qua đoạn nào rồi, mời thầy đi. Dạ, thưa cô, theo con nghĩ là giai đoạn cổ đại, trung đại và thời kỳ phục hưng à. Dạ. Thứ nhất là Hy Lạp cổ đại, thứ hai là thời triết học thời Trung Cổ, hay là gọi là đêm trường Trung Cổ, và thứ ba là thời kỳ phục hưng. Đó, là nhớ như lịch sử triết học phương Tây mà qua một kỳ kiểm tra rồi. Nếu mà chúng ta không nhớ ghi những cái chánh đó vô, Hy Lạp cổ đại đó là triết học phương Tây bắt đầu từ giai đoạn Hy Lạp cổ đại, từ thế kỷ nào? Thứ sáu trước công nguyên cho đến gì? Thứ tư, thứ sáu trước công nguyên, thứ tư sau công nguyên là bao nhiêu năm đó? 1000 năm. Đó, chúng ta viết liền cái đó đi. Phải nhớ, tại vì đến học kỳ 2 sư sẽ hỏi là hãy ghi tiến trình lịch sử triết học phương Tây, sẽ có câu đó. Vì sẽ 1, Hy Lạp cổ đại, từ thế kỷ thứ sáu trước công nguyên đến thế kỷ thứ tư sau công nguyên. Đó là câu. Giai đoạn thứ hai, triết học thời Trung Cổ. Đó. Thì là thời Trung Cổ thì từ giai đoạn nào? Thời Phục Hưng. Trung Cổ là từ thế kỷ thứ tư cho đến thế kỷ thứ 14. Đó. Và chúng ta cũng thấy rằng đó, khi mà mình nói là gì? BC, tức là trước công nguyên. Còn sau công nguyên là chữ gì nào? BC là trước công nguyên. Đây. Before Christ là trước công nguyên. Còn sau công nguyên là không viết chữ gì hết. Hoặc là AD. Đó. Mà AD này không phải là after, after một cái gì đó, mà nó viết tắt của một cái từ Latin. Đó. Amino Domini gì đó, mà có nghĩa là sau cái ngày sinh ra của Ngài. Cái AD này viết tắt của tiếng Latin, nhưng nó không phải là after. Đó, nó không phải là after Christ, mà nó viết tắt một từ Latin là sau ngày sinh của Ngài. Một số người không sử dụng cái chữ AD này, mà họ dùng chữ CE. Đó. Đó. Tức là cái gọi là kỷ nguyên đương đại. CE tức là nói những cái BC là trước công nguyên, mà sau công nguyên họ dùng chữ AD hoặc là CE, đều là sau công nguyên hết. Những người mà người ta không thích dùng cái chữ sau Thiên Chúa, người ta dùng chữ CE, tức là kỷ nguyên đương đại. Đó. Thì cái chữ CE hay là AD nó đều có nghĩa là sau Chúa Giáng sinh cả. Như vậy, giai đoạn thứ nhất thì chúng ta đã học, đó là triết học Hy Lạp cổ đại.
sau triết học Hy Lạp cổ đại thì chúng ta đã tiến triển qua là chúng ta học về gì? Triết học thời Trung Cổ, đúng chưa nào? À, triết học thời Trung Cổ mà còn gọi là đêm trường Trung Cổ, bởi vì cái giai đoạn đó đó thì cái giai đoạn đó triết học chỉ là nô tỳ của thần học mà thôi. Và cái đêm trường Trung Cổ đó nó bắt đầu từ thế kỷ thứ tư, trong khi Chúa sinh ra là thế kỷ thứ mấy? À, Chúa sinh ra là thế kỷ thứ nhất đó. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là cái triết học thời Trung Cổ nó bắt đầu từ thế kỷ thứ tư. Như vậy trong 300 năm đầu tiên đó, trong 300 năm đầu tiên thì là triết học phương Tây đã có chưa? À, triết học thời Trung Cổ đã có chưa? Trong 300 năm đầu tiên? Chưa, đúng chưa nào? À, trong 300 năm đầu tiên thì là chưa có. Lúc đó chỉ có nói đến cái giai đoạn gì? Chỉ có nói đến 300 năm đầu tiên thì chỉ nói về cái vấn đề là Chúa sinh ra đời vào thế kỷ thứ nhất. Giai đoạn đó con người ta bị chèn ép trong cái thế lực của phong kiến, những giai cấp nô lệ rất là khổ đau. Và Chúa ra đời nằm trong hang cỏ nơi máng lừa là hiện thân cho những người đồng minh của giai cấp nô lệ. Cho nên Chúa gần gũi, Chúa yêu thương và nói những vấn đề hết sức là giản dị. Và những kẻ đè áp bức thì Chúa hay nói rằng hãy chờ ngày phán xét. Đó, những kẻ ác sẽ bị trừng trị, còn những người hiền lương sẽ được Chúa đưa về cõi thiên đàng. Cho nên những người nô lệ nghe những lời an ủi đó thì họ đi theo Chúa, ủng hộ Chúa, bảo vệ niềm tin Thiên Chúa. Nhưng mà 300 năm đầu tiên thì những gì liên quan tới Chúa đều bị cái giai cấp thống trị đàn áp một cách khốc liệt. Những năm đầu đó có 200 năm gọi là thánh chiến, là người ta tiêu diệt những người đi theo đạo Cơ Đốc giáo, đi theo cái niềm tin Thiên Chúa đó. Cho nên là đạo Chúa đó khi hình thành nó có gắn với những cái cuộc chiến tranh đẫm máu. Mà so với các cái lịch sử trên thế giới thì là đạo Phật không có gắn những cuộc chiến tranh đẫm máu. Mà nhớ như vậy. Mà Thiên Chúa nó có những cuộc chiến tranh rất là đẫm máu. Cho đến thế kỷ thứ tư thì bắt đầu là đại đế Constantine đó, bắt đầu công nhận cái đạo Thiên Chúa giáo, công nhận Cơ Đốc giáo trở thành một cái tôn giáo được chính thức công nhận và được phổ cập trên lãnh thổ châu Âu, toàn lãnh thổ châu Âu. Và đêm trường Trung Cổ được bắt đầu từ thế kỷ thứ tư cho đến thế kỷ thứ 14. 14 năm, trong 1000 năm đêm trường Trung Cổ đó thì triết học trở thành nô tỳ của thần học, bởi vì tất cả đều do Thiên Chúa an bài sắp đặt. Các vị phải nắm vững các cái giai đoạn triết học như vậy, chứ mới thi xong mà trả lời như bạn Ni Sinh này là thua rồi. Triết học phương Tây đi qua bao giai đoạn, là phải nói Hy Lạp cổ đại, đêm trường Trung Cổ 1000 năm, rồi là thời Phục Hưng. Chúng ta đã học cái giai đoạn này chưa? Đó, Phục Hưng. Sau Phục Hưng đến triết học ánh sáng, sau ánh sáng là triết học cổ điển Đức, là tức là cận đại. Đó, rồi đến triết Mác Lê hết. Thế những cái mình học là mình phải có cái gì? Có cái sườn. Đó, trong cái sườn nó nhớ được cái gì đó là tùy theo cái sự thông minh lãnh hội cái vấn đề của mỗi con người. Mình nói triết lịch sử triết Tây mà không biết nó đi qua giai đoạn nào. Cái nói là Đông Trung Cổ, Trung Đại, Trung gì nói lộn xộn hết là không được. Để bắt đầu tới triết phương Tây các bạn phải nói đến là Hy Lạp cổ đại. Bắt đầu từ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, giai đoạn đồng thời với lại khi Đức Phật Thích Ca đản sanh, thì ở xứ sở phương Tây cái nền triết học đã hình thành. Nó hình thành là như thế nào? Con người bắt đầu đi tìm hiểu bản nguyên của vũ trụ thay cho thi ca và thần thoại. Đó, những cái điều chắc chắn như vậy. Và triết học lúc đó là khoa học của các khoa học. Là triết gia thì giỏi cả toán học, cả lịch sử, cả là thiên văn, cả sinh vật, rồi tâm lý học, rồi các cái vấn đề gọi là khoa học, vật lý học, rồi hạt nhân, vân vân. Có cái gì mà liên quan tới trí tuệ con người đều nằm trong triết học hết. Nhưng mà đến giai đoạn
sau thời phục hưng đến thời triết học ánh sáng là bắt đầu một số ngành khoa học tách ra, và triết học chỉ là bây cho đến bây giờ là một cái ngành gọi là gì, lý luận về các vấn đề thuộc về những vấn đề thuộc trí tuệ của chân lý, gọi là triết học, chỉ là những vấn đề thuộc về cơ sở lý luận. Còn những cái giai đoạn Hy Lạp cổ đại thì cái gì mà thuộc về khoa học trí tuệ, nó không liên quan tới thi ca thần thoại, thì nó đều là triết học hết. Cho nên người ta hỏi Aristotle là tại sao con bò nó lại có hai cái sừng, mà Aristotle là một triết gia bộ bách khoa toàn thư vĩ đại, thì ông trả lời là cái chất canxi ở trong nó nhiều đến mức độ mà nó ra cái răng rồi nó dư, nó phải ra hai cái sừng. Đã, trả lời như thế. Cái gì người ta hỏi triết gia hết. Triết gia cũng là các nhà toán học, nên Thales nè, đó, Thales là nhà toán học nè, Pythagore nè, đó, Heraclit nè, đó, các nhà toán học, hay là Pascal nè, các nhà toán học đồng thời là các nhà triết học. Cho nên đối với cái giảng đường của Plato, ai không biết toán học đừng có bước chân vào đây. Chứ đâu phải mình nghe triết cái là ngồi lý luận không đâu. Đều là các nhà thông thái, thông minh, đỉnh ngộ. Và lúc đó một triết gia đã nói câu này. Đó là ai, các vị có nhớ không? Có nhiều người làm nô lệ, nô lệ cho tiền tài, có người nô lệ cho danh vọng, nhưng có những người không nô lệ cho những thứ đó. Họ chỉ quan tâm tìm hiểu thiên nhiên và chân lý. Đó là các triết gia. Ai nói câu này? Pythagore. Thì như vậy là cái thời Hy Lạp cổ đại, một triết gia đồng thời là gì? Là những nhà thông thái, những người là đại diện cho tri thức, trí tuệ của giai đoạn Hy Lạp cổ đại. Thì chúng ta cầm nguyên cuốn sách dạy như vậy đó, thì bây giờ phải ngồi coi. Nhưng mà khi chúng ta nghe giảng là chúng ta phải hệ thống. Ngay cái số 1 đó là Hy Lạp cổ đại, từ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên cho đến thế kỷ thứ 4 sau công nguyên, trong vòng gần 1000 năm đó, những cái gì thuộc về tinh hoa của người Hy Lạp cổ đại, nó đã ảnh hưởng, nó đã bắt nguồn cho một nền triết học phương Tây. Nhưng mà Hy Lạp cổ đại có phải là bắt đầu cho văn minh trí tuệ của cả thế giới không? Hay là Hy Lạp cổ đại đó, cái nền văn minh, cái nền triết học của họ ảnh hưởng ở phương Đông rất là nhiều? Chúng ta trả lời câu này xem có ảnh hưởng không? Ảnh hưởng rất nhiều. Điển hình là ảnh hưởng của nước nào? Ảnh hưởng nước nào? À, Ai Cập, à, Babylon. Ảnh hưởng các nước phương Đông, chẳng hạn như từ thời xa xưa là người Ai Cập đã tính được số pi, đường tròn, bình hành, vân vân, là người Ai Cập tính ra. Người Ai Cập tính được lịch, à, vấn đề thuộc về toán số, thiên văn, là người chữ viết, là những cái người phương Đông đã biết vào 2400 trước công nguyên. Mà người Hy Lạp đến thế kỷ thứ 6 trước công nguyên mới bắt đầu có chữ viết. Còn người phương Đông là 2400 năm trước công nguyên họ đã có những cái gọi là gì? Chữ tượng hình. Còn người Hy Lạp đến thế kỷ thứ 6 là cách sau mấy ngàn năm kia. À, chúng ta thấy như vậy. Cho nên là cái văn minh, cái nền triết học phương Tây, chữ philosophy nó bắt nguồn từ đâu? Chữ philosophy bắt nguồn từ đâu? Ở phương Đông hay phương Tây? Nói phương Đông là nói bậy nữa rồi. Chữ philosophy, cái chữ thuật ngữ nó bắt nguồn từ đâu? Các vị mà học vẹt kiểu đó là học kỳ 2 chúng ta không thi cách này nữa nha. Chắc chắn như vậy. Không có nghe giảng gì hết trơn, không có nghe lại bài giảng. Cái chữ thuật ngữ philosophy là phương Tây, là Hy Lạp. Đó. Philosophy bắt nguồn từ Hy Lạp. Philo là tình yêu, Sophia là sự thông thái, là trí tuệ. Philosophy là tình yêu trí tuệ, tình yêu sự thông thái. Nó bắt nguồn từ phương Tây. Và phương Đông không có cái từ triết học đó, nhưng nó có cả một cái nền văn minh triết học. Nó có cả một cái nền văn minh của nhân loại. Nó có thể đi trước cả phương Tây kia. Nhưng những cái từ ngữ như là philosophy, đó là triết học. Philosophy là tình yêu nè, cộng Sophia, tình yêu, sự thông thái, tình yêu trí tuệ. Nó bắt nguồn ở phương Tây. Cái từ á, cái thuật ngữ là phương Tây, nhưng mà cái nền văn minh, cái triết học đó là phương Tây, ảnh hưởng ở phương Đông rất là nhiều. Cho nên không phải là ở phương Tây có cái thuật ngữ này, mà là phương Đông bắt chước phương Tây, phương Đông không có gì. Ở đây ta lấy cái thuật ngữ của phương Tây để ta nhìn về phương Đông mà thôi. Đó.
Cũng như chữ gì? Psychology là tâm lý học. Psychology. Đó. Thì cái chữ psych là tâm nè. Đó, tâm lý nè. Tức bắt nguồn ở phương Tây. Tức là những cái từ gốc của Hy Lạp hết. Nhưng mà ở phương Đông, Đức Phật là một nhà tâm lý học đại tài. Mà trong cái nền luận học Phật giáo, nó có phân tích về tâm lý học sâu xa và vi tế, mà không có một cái nền tâm lý phương Tây nào có thể bắt kịp. Chứ nói về thuật ngữ thì các từ triết học, tâm lý học, là vũ trụ học, là vật lý học, physics, cosmology, sociology, psychology, philosophy, tất cả đều từ phương Tây hết. Nhưng mà bên phương Đông, như là từ như Ai Cập, rồi là ở Trung Quốc, Ấn Độ, người ta cũng hình thành cái nền văn minh triết học của họ. Nhưng mà ở đây chỉ nói cái thuật ngữ là nó bắt nguồn ở phương Tây. Còn cái sự trí tuệ, cái nền, cái tư duy trí tuệ đó, nó cả hai bên phương Tây và phương Đông đều nó có những cái sự là đồng hành, nó phát triển và học hỏi lẫn nhau. Cho nên cái trường phái Pythagore là một trường phái triết học, nhưng Pythagore là một triết gia, là có một cái trường phái Pythagore, nhưng mà đồng thời cũng là họ thể hiện là những con người là ảnh hưởng phương Đông rất nhiều, tu tập bằng cách thanh tẩy tâm hồn, sám hối, rồi là tin là có luân hồi. Những chuyện đó là Pythagore ảnh hưởng ở phương Đông chứ đâu. Nhưng mà Pythagore vẫn là một triết gia của phương Tây. Mà quan niệm của Pythagore thì bản nguyên vũ trụ bắt đầu từ đâu? Pythagore là gì? Là con số, đúng rồi. Hay là hình ảnh ngọn lửa là logo, logos là trí tuệ. Đó. Và cái ngọn lửa đó chứng tỏ là cái thế giới này giống như ngọn lửa bập bùng, nó vô thường. Nhưng mà nó dòng nước thì vô thường, mà ngọn lửa cháy mãi. Đó. Và lấy con số màu nhiệm đó là sự bắt nguồn của cái thế giới này. Bởi cái gì mà đo được nó là hiện hữu, cái gì không đo được không hiện hữu. Cho nên con số là một điều hết sức màu nhiệm. Thằng Thales nó là bắt đầu từ nước, là chưa nào. Còn Anaximander thì nó là từ hồng. Anaximander là từ khí, còn Anaximander là apeiron, một cái thứ không có xác định được. Rồi Democrit là nói từ một nguyên tử. Rồi các trường phái cũng có những sự đấu tranh với nhau để là gọi là sao, những cái trường phái dùng các cái biện chứng của mình để mà chống lại Heraclitus. Như là sự trường phái của ai chống lại Heraclitus là trường phái triết gia nào? Ele. Đó, mà điển hình là ai? Zenon. Với những cái câu chuyện, những cái luận đề ông đưa ra, như là nghịch lý về lực sĩ và con rùa, hay lực sĩ, hay là mũi tên bay, vân vân, để cho rằng tất cả đứng yên một chỗ. Nếu xét mũi tên ở một cái vị trí đứng yên là nó không đi đâu hết. Ở thời điểm X nào đó thì nó đứng yên ở đó, nó không có chuyển động. Nó chống lại Heraclitus là mọi thứ vạn vật trên thế gian này đều chuyển động. Sư Hương Dũng nhắc lại điều này để chúng ta thấy rằng là lịch sử triết học phương Tây nó đi theo một chiều hướng vận động. Vận động từ cái là thời sơ khai, bắt nguồn từ những vấn đề yếu tố thần thoại, cái thở xa xưa kia, từ thi ca thần thoại, mới dần dần tiến lên. Có những giai đoạn là nó dậm chân và nó thụt xuống, như là đêm trường Trung Cổ. Tất cả chỉ là Chúa an bài thôi. Đang cái thời Hy Lạp cổ đại, cái trí tuệ con người nó đang thăng hoa tiến bộ như vậy, nó sang cái đêm 1000 năm thời Trung Cổ. 1000 năm đó tất cả là Chúa an bài, Chúa sáng tạo, Chúa sắp đặt. Cho nên triết gia không có ai là triết gia, chỉ là dựa những cái gì tương đồng với triết học Aristotle và Plato để làm cái gì? Làm chỗ dựa. Bởi vì hai cái triết gia này quá vĩ đại trong cái nền triết học Hy Lạp cổ đại. Cho nên cái thời Trung Cổ này họ mới dựa vô các cái triết gia này để làm gì? Để có chỗ đứng, để dựa vào đó mà cho rằng là những cái thần học, những cái triết thuyết của Kitô giáo vẫn là rất là có một chỗ đứng vững để nương tựa, là dựa vào những cái điểm tương đồng của Aristotle, của Plato.
chứ thật sự trong 1000 năm, à, 1000 năm thời Hy Lạp cổ đại, thì đó là những cái giai đoạn trí tuệ phát sinh của loài người bắt đầu ở xứ sở phương Tây. Nhưng mà 1000 năm đêm trường Trung Cổ thì lúc đó chúng ta học rồi, trong 1000 năm đêm trường Trung Cổ cũng chia ra là mấy thời kỳ? 3 thời kỳ. Hy Lạp cổ đại chia là mấy thời kỳ? Cũng 3. Đó là gì? Tiền Socrates sơ khai, thời Socrates là hưng thịnh, và hậu Socrates là suy tàn. Và khi mà tôi nói những điều đó, các em ghi lại là các em đã có một cái bài hệ thống rồi, chứ các em đừng có trông đợi những câu hỏi ôn tập. Chúng ta học kiểu đó vất thùng rác. Tôi không tin những cái con đề đó đâu, tôi chỉ chấp nhận tạm cho nó qua thôi. Chúng ta không nắm vững là thực sự chứ phương Tây đi qua những giai đoạn nào, giáo trình rồi chúng ta xem không thèm coi gì hết, cứ nhắm một mấy câu hỏi học thuộc lòng để mà đi thi, thì cái đó không có là kiến thức gì hết. 1000 năm thời Trung Cổ, 1000 năm thời Hy Lạp cổ đại này, trí tuệ của loài người ở văn minh, nền văn minh triết học phương Tây. Sang 1000 năm đêm trường Trung Cổ, đó là lúc đó là thế kỷ thứ nhất, Chúa sinh ra đời, 300 năm sau Kitô giáo hình thành, rồi triết học Cơ Đốc giáo, rồi là triết học thời sau Cơ Đốc giáo, triết học kinh viện, rồi đến triết học gì? Suy tàn. Cái thời Hy Lạp cổ đại là 3 giai đoạn: tiền Socrates, Socrates hậu Socrates, nghĩa là sơ khai, cực thịnh, suy tàn. Sang thời Trung Cổ cũng 3 giai đoạn: một là giai đoạn Cơ Đốc giáo, 2 triết học kinh viện, 3 suy tàn. Chúng ta vẽ ra được rồi đó, ban đại học tập phải vẽ ra cho lớp mình những cái gì, những cái sơ đồ phát triển của triết phương Tây, nắm cho vững. Ở triết học kinh viện nằm trong giai đoạn nào? Cái ngồi nghĩ hồi cái đấy Hy Lạp cổ đại, cái bệnh tâm bạn. Thế kinh viện nó phải nằm trong giai đoạn gì? Thời Trung Cổ. Mà cái giai đoạn nào nó cũng có là sơ khai, cực thịnh, suy tàn hết á. Cái giai đoạn nào không phải những giai đoạn cả ngàn năm, nó phải có những giai đoạn sơ khai, cực thịnh, suy tàn. Còn giai đoạn thời Trung Cổ nó có thời Cơ Đốc giáo nè, lúc đó cái gì cũng Thiên Chúa, hết sức là một niềm tin thuần khiết là Cơ Đốc giáo. Cho nên những cái vị thánh giai đoạn đó họ xưng thánh và lấy tất cả cái cuộc đời sự nghiệp của mình để bảo vệ cho cái sự trong sạch, ngồi cái sự huyền diệu, cái tinh thần của Cơ Đốc giáo. Đến khi kinh viện, giai đoạn kinh viện là gì? Những cái triết học của các nhà giáo phụ này được phát triển dựa trong Aristotle và Plato để đem được giảng dạy cho các trường học, từ mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học cho đến tiến sĩ đều phải học triết học kinh viện này. Và kinh viện này dựa trên gì? Tân ước, cựu ước, dựa trên lời dạy của Thiên Chúa mà thôi. Mà đã Chúa đã an bày còn triết gia ra đời làm chi nữa, cái gì cũng Chúa rồi. Triết gia là người ta phải sáng tạo ra cái điều gì mà nhân loại đang tìm hiểu. Sau cái thời triết học kinh viện, thứ ba là triết học thời Trung Cổ, giai đoạn suy tàn. Lúc đó bắt đầu con người ta đề cập tới sự gì? Sự băng hoại của tăng lữ. Họ mới nói đến những cái vấn đề là cái gì cũng đổ thừa cho Thiên Chúa, có những vấn đề không thể chấp nhận được. Cho nên chúng ta bắt đầu mới tìm hiểu đến các cái triết gia mà họ có những tư tưởng đi ngược lại với lại các cái tư tưởng mà được an bài trong 1000 năm đêm trường Trung Cổ. Và từ cái giai đoạn suy tàn của cái đêm trường Trung Cổ này, chúng ta mới sang cái giai đoạn là triết học thời Phục Hưng. Từ cuối thế kỷ 14 cho đến thế kỷ 16, cái giai đoạn đó gọi là triết học thời Phục Hưng. Và chúng ta nói 3 giai đoạn là thấy chưa? Hy Lạp cổ đại, rồi là đêm trường Trung Cổ, và bây giờ là triết học thời Phục Hưng. Renaissance, Phục Hưng là để hoạt động văn hóa diễn ra tại các nước Tây Âu trong một thời kỳ lịch sử trước khi nổ ra các cuộc cách mạng tư sản. Như vậy là Phục Hưng nó diễn ra ở Ý, trong khi cái thời triết học Hy Lạp cổ đại nó diễn ra ở Hy Lạp, thì triết học Phục Hưng nó diễn ra ở Ý, nhưng mà nó nói lên các hoạt động văn hóa nhằm phát triển lại các giá trị văn hóa cổ đại Hy Lạp La Mã từng bị lãng quên dưới thời Trung Cổ do sự phong tỏa của ý thức hệ phong kiến và nhà thờ Kitô giáo.
1000 năm thời Trung Cổ, đó là nhà nước phong kiến cũng kết hợp với Kitô giáo để đứng vững. Kitô giáo cũng kết hợp với phong kiến. Cho nên cái tòa thánh Vatican đó, trong đó cũng có những người là gì? Lãnh đạo giáo hội và cũng đời làm vua, cũng là lãnh đạo nhà nước. Và ngược lại, bên phía nhà nước cũng có, và bên phía các cha cũng là đồng thời là người có những cái đất đai, rồi là chiếm đoạt đất đai, vương thổ, rồi dân chúng vân vân. Nghĩa là cả hai nó kết hợp vào nhau. Một sự phong tỏa ý thức hệ phong kiến và nhà thờ Kitô giáo 1000 năm. Thì đến năm 1517, thời đại Phục Hưng nói là cuối thế kỷ 14 từ đầu thế kỷ 15 là bắt đầu cái giai đoạn Phục Hưng. Mà Phục Hưng là để gì? Khôi phục lại giá trị văn hóa Hy Lạp cổ đại. Viết ngay câu chính đó đi. Ta cứ mênh mông như vậy nè, rồi đó là chúng ta là học mơ màng đó là không có nắm được cái gì đâu. À, học kỳ 2 không phải đi kiểm tra kiến thức học kỳ 2, mà kiến thức chung của cái bộ môn lịch sử triết học phương Tây này. Thế thì Phục Hưng là nhằm làm gì? Nhằm ra đời làm gì? Để khôi phục lại giá trị văn hóa cổ đại Hy Lạp La Mã từng bị lãng quên dưới thời Trung Cổ. Đến thời Trung Cổ là quên hết các giá trị văn hóa của Hy Lạp cổ đại. Đến qua 1000 năm, đến bắt đầu thế kỷ cuối 14 thì người ta mới tìm lại cái giá trị văn hóa Hy Lạp cổ đại. Về mặt lịch sử, đó là thời kỳ chuyển tiếp từ chế độ phong kiến sang chế độ tư sản. Thì theo cái trình tự phát triển, trình tự phát triển của cái các giai đoạn ý thức hệ chính trị, thì chiếm hữu nô lệ rồi đến phong kiến rồi đến giai đoạn cách mạng tư sản. Nhưng mà cái thời đại Phục Hưng là cái giai đoạn chuyển tiếp giữa chế độ phong kiến sang tư sản thôi. Và thời Phục Hưng bắt đầu cuối cùng của thời kỳ Trung Cổ đạt đến cực thịnh vào thế kỷ 15-16. Cái giai đoạn nào nó cũng có bắt đầu, cực thịnh, suy tàn, nhớ như vậy. Từ giữa thế kỷ 14 mà trung tâm là ở Florence, đó các vị thấy không? Được xem là thủ đô của nước Ý Phục Hưng. Nói tới Phục Hưng thì chúng ta phải nhớ tới nước Ý và thành phố diễn ra cái cuộc cách mạng Phục Hưng đó, đó là Florence. Nói Florence cho các vị đọc thôi, còn cái chữ nguyên đó là đây, thủ đô của nước Ý Phục Hưng. Truyền thống triết học cổ đại và một phần Trung Cổ tìm thấy trong thời Phục Hưng những ý tưởng mới được sử dụng nhằm giải quyết những vấn đề mới. Vì mới chuyển qua cho nên người ta vẫn dựa vào tinh thần triết học của Trung Cổ để mà tìm về một giai đoạn đã mất là Phục Hưng, khôi phục lại những giá trị văn hóa Hy Lạp đã mất cổ đại. Tại thời Hy Lạp cổ đại là một cái thời mà người ta ca ngợi cái trí tuệ văn minh phương Tây, và đến 1000 năm thời Trung Cổ là biến mất, chỉ tất cả là niềm tin Thiên Chúa và Thượng Đế hết. Triết học trở thành nô tỳ của thần học. Cho nên cái giai đoạn thời Phục Hưng nó chỉ diễn ra trong vòng chưa tới 200 năm, nhưng mà tìm lại các giai đoạn đã mất trong thời Hy Lạp cổ đại. Nói chúng ta nắm vững chưa nào? Như vậy, cái phong trào văn hóa Phục Hưng được thúc đẩy bởi những chuyển biến kinh tế, chính trị, xã hội trong cái giai đoạn chuyển tiếp này. Tức là nó kết thúc phong kiến, chuyển mình sang cái chế độ tư sản. Rồi từ cái phong trào cách mạng tư sản, rồi từ cách mạng tư sản nó mới hình thành cái chế độ tư bản. Nhưng mà cái thời Phục Hưng chỉ là giai đoạn gì? Giai đoạn chuyển tiếp mà thôi. Những mầm mống của phương thức sản xuất tư bản hình thành ngay trong lòng xã hội phong kiến, tức là cái giai đoạn chuyển mình, giai đoạn chuyển tiếp. Thì chúng ta xem kỹ xem coi là các xưởng thủ công ra đời thay thế cho những cái vấn đề sản xuất cổ lỗ sĩ ngày xưa đó. Ngày xưa nền kinh tế tự cung tự cấp, bây giờ có cách nó hình thành các trung tâm thương mại sầm uất, bành trướng mở rộng, môi trường trao đổi cũng rộng lớn hơn rất nhiều. Cái gì mà phong kiến bắt cái chế độ chiếm hữu nô lệ lạc hậu lỗi thời, phong kiến hình thành, rồi phong kiến lạc hậu lỗi thời, rồi đến chế độ tư bản hình thành,
nó đi qua từng giai đoạn. Và trong cái sự chuyển biến của kinh tế, của xã hội, chính trị như vậy, thì triết học nó cũng chuyển mình theo. Trong khi đó, tức là chúng ta nhớ là cái tính chất của triết học là gì? Nó thay đổi theo từng thời kỳ lịch sử. Tính chất của triết học phương Tây, nó thay đổi theo từng thời kỳ lịch sử. Có khi nó phủ định lại cái chuyện đã qua, có khi nó phát triển trên cái nền tảng của những gì trong cái xã hội cũ. Nền triết học cũ nó dựa vào, nó phát triển lên, hoặc nó phủ nhận luôn những quan điểm cũ, đưa ra những quan điểm mới. Nhưng mà nó có cái sự là nương tựa, phát triển, thay đổi, chuyển hóa. Nhưng mà chúng ta nói triết học Phật giáo đó là chân lý, cho nên từ thế kỷ thứ 6 những quan điểm về vô sạ, vô ngã, những quan điểm về bát chánh đạo, tứ diệu đế, niết bàn, vân vân, thập nhị nhân duyên, Đức Phật tìm ra những chân lý đó gần 3.000 năm, cho đến bây giờ chúng ta vẫn tu tập, tìm hiểu, nghiên cứu. Nhiều khi chúng ta vẫn đi vòng vòng bên ngoài, chưa được vào tới cái ruột ở bên trong. Thế là chân lý rồi, có trải nghiệm, có chứng ngộ mới hiểu nó. Còn nếu mà nói cái miệng thì không hiểu nó là gì hết. Bây giờ tôi dám bảo đảm các vị đang học cử nhân Phật học, chứ có người không biết thập nhị nhân duyên là cái gì hết. Mà cũng phải vô đây ngồi, mà nếu thi không đậu là kiện cáo tùm nước mất trơn á, chứ mình đâu có biết cái thập nhị nhân duyên là gì. Nói lắp bắp giải thích không được. Đó, cho nên chúng ta vẫn là gì? Vẫn chạy theo cái hình thức mà thôi. Cho nên học triết Tây là phải thôi. Chứ còn nếu mà học triết học Phật giáo là Đức Phật, tại sao ngày xưa các vị Sa môn hỏi Đức Phật là thế giới này là hữu biên hay là vô biên? Dạ. Thế giới này là còn hay là không còn? Thế Tôn là còn hay không còn sau khi mất? Thế giới này là hữu biên hay vô biên? Hỏi tất cả những vấn đề liên quan tới bản thể, tới vũ trụ. Đức Thế Tôn không có trả lời. Không phải là vì Ngài không biết, nhưng mà Ngài không trả lời. Thế ông Tỳ Kheo nói Ngài mà không trả lời thì tôi sẽ hoàn tục và trả lại y áo cho Ngài. Đức Thế Tôn mới quở trách. Khi ông xuất gia, ông có nói điều đó không? Ông có nói khi tôi đi tu, Đức Phật phải trả lời tôi mấy cái điều đó. Mà không trả lời tôi không tu. Ai đi tu đặt điều kiện với sư phụ mình trước, và sư phụ không thỏa đáng thì lúc đó hãy nói. Nhưng mà lúc đi tu con không muốn gì hết, muốn tu thôi, con muốn gì hết. Mà để tu một thời gian đủ chuyện hết. Cho nên á, cái người thầy người ta giao cho ai nó có cái lý do. Nhưng mà cái con người mà do không có hiểu rõ con đường mình đi, cho nên cuối cùng á là mình đi sai ở cái chỗ là mình phiền não bởi cái lòng tham, cái lòng muốn của mình nó không đạt được. Thật sự cái người mà khi tu là tu muốn gì hết. Thưa thầy cho con vô lớp đào tạo từ xa, con không có muốn gì hết, miễn con học Phật Pháp thôi. Nhưng mà từ hồi giờ vô không biết bao nhiêu đơn từ cái khoa này gửi lên trường, vì tất cả mọi lý do của chúng ta. Cho nên khi con người ta được cái này rồi thì ta sẽ quên cái chuyện đã qua. Ta được cái này rồi thì bắt đầu muốn cái khác, chứ ta quên rằng khi bắt đầu là không có muốn gì hết đó, ta chỉ muốn cái chuyện đó thôi. Nhưng khi được rồi bắt đầu ta muốn cái khác. Chính vì vậy mà nó không bao giờ nó trong sự chánh niệm. Chính vì vậy con người ta không có an vui giải thoát. Và nói cái điều này làm gì? Từ khi Đức Phật trải nghiệm và tìm ra chân lý, mọi thứ đều nhìn trong bàn tay. Tam minh lục thông, Đức Phật là một bậc phước trí vẹn toàn để có thể nhìn thấy mọi vấn đề trên cái thế gian này. Đối với con người, quá khứ, hiện tại, vị lai, Phật năng tri quần sanh chi tánh, cùng ức kiếp sanh tử chi sự. Tánh của chúng ta nhìn là biết cái người đó cái tánh gì. Hoặc tham, hoặc sân, hoặc si, hoặc ích kỷ, hoặc lười biếng, hoặc tinh tấn, hoặc trí tuệ. Quần sanh chi tánh là tánh của chúng sanh. Ức kiếp sanh tử chi sự là chúng ta trải qua bao nhiêu kiếp rồi, kiếp bao nhiêu kiếp chư thiên, bao nhiêu kiếp làm người, bao nhiêu địa ngục. Người nào dưới đất mới lên, súc sanh mới trở lại, hay là bao nhiêu kiếp làm sa môn, Đức Phật nhìn là biết. Cùng ức kiếp sanh tử chi sự là Đức Phật biết tất cả. Duy có một điều là nhi bất năng, hóa đạo vô duyên. Không có duyên Đức Phật không có độ. Chúng ta có duyên mới vô cái lớp này, chúng ta có duyên mới gặp nhau. Đó. Và thật sự là như Hương Nhũ nhìn quý thầy là thầy của mình.
ở một cái phương diện nào đó, một vị sa môn thì cho dù người ta chỉ là tân tỳ kheo thì một tỳ kheo ni 100 tuổi đạo vẫn phải đảnh lễ mà. Cho nên người sa môn là người ta phải có những cái phước đức của một vị sa môn. Còn chúng ta có nhân duyên gì mà được học chung với các sa môn, chúng ta cũng cùng tăng đoàn tu tập cái kiếp nào đó, nhưng mà tu cả chớn quá, quậy quá, cho nên nay cũng được cùng học, nhưng mà chúng ta vẫn phải biết cái nghiệp lực của mình. Chứ vậy mình học chung là bằng vai phải lứa, phải học chung là muốn nghĩ gì nghĩ, ông thầy đã học dở này dở nọ, à chứ người ta là sa môn. Đã nhắc như vậy thì chúng ta đừng có bị tổn phước. Tỳ kheo ni cũng vậy, à chư ni ngồi trong lớp cũng vậy, con đây cũng vậy, con nghĩ con đứng ở trong lớp này con dạy, nó không có nhắm nó là dạy à, cái bộ môn này ngoại điển, và thật sự là con có duyên làm việc với chư tăng 10 năm rồi, từ năm 2006 cho tới bây giờ. Thì giữa chư tăng với con và giữa con đối với chư tăng và chư ni, nó không có cái vấn đề gọi là nó bị mất lòng tin với nhau. Bởi vì quý thầy biết là cô Hương Dũng rất là quý kính các chư tăng mà. Thì thầy thấy là con xin phép chứ con đâu có dám ngồi đâu. Bây giờ già rồi chứ, con lại thở mà con như các vị này là con đứng con giảng sáng 4 tiết, chiều 4 tiết, con khỏi ăn, cái niềm say mê nó làm cho con người cần ăn, cần ngủ gì hết mà. Nhưng mà bây giờ nó già, rồi con lại hóa độ cho người mù, mình nghĩ mình lo cho người mù thì mắt mình nó sáng hoài, đâu có đâu. Giờ đọc sách phải đeo kiến rồi, và không chừng mai mốt cũng mù như anh Đọc Lâu Đà vậy thôi. Đó là cái quy luật của cuộc đời mà. Thì cái nhân quả nó đem lại cho mình một cái phước, một cái duyên nào đó, thế thôi. Chứ còn cái quy luật thành trụ hoại không, nó phải đến, tất yếu là như thế. Cho nên những cái gì Đức Phật trải nghiệm qua là Ngài đã chứng ngộ là chân lý. Cho nên mình may mắn quá, mình là đệ tử Phật, và cái con đường của chúng ta đó là chân lý bất diệt. Thì nhân loại công nhận Vê Sắc là ngày văn hóa của toàn nhân loại. Còn mấy ông triết gia phương Tây đây nè, ta mày mò từ cái thời Hy Lạp cổ đại đi đến ngàn năm thời Trung Cổ, rồi là mấy trăm năm thời Phục Hưng, triết học ánh sáng, triết học cập đại, rồi bây giờ vẫn là gì? Một sự bất phân thắng bại giữa các hệ tư tưởng triết học. Chúng ta phải thấy điều đó. Cho nên thay đổi theo từng giai đoạn lịch sử. Triết học phương Tây là thay đổi theo từng giai đoạn lịch sử. Nhưng mà triết học Phật giáo thì như thế nào? Tùy duyên mà bất biến. Nó không có thay đổi, nó không biến hoại, nó không phải là những tín điều cứng ngắc như của Kitô giáo, nó không phải là cục sắt, nó biến chuyển. Nhưng cái tính chất của triết học Phật giáo đó là vĩnh cửu, là vĩnh hằng. Bởi vì sao? Sự chứng ngộ của Đức Phật nói ra, mai mốt chúng ta chứng ngộ chúng ta cũng nói những điều như thế. Còn chúng ta chưa chứng ngộ cho nên chúng ta chỉ trùng tuyên nhắc lại sách tấn nhau thôi. Vì vậy mà các tỳ kheo hỏi các cái vấn đề thuộc về vũ trụ, thuộc về bản nguyên của thế giới, thuộc về vấn đề tồn tại hay không tồn tại, như lai đi đâu sau khi mất. Nói cái người không biết cũng chả hiểu gì. Chân Đức Thế Tôn nói, ta không trả lời tỳ kheo các cái việc đó, ta không hề hứa. Chúng ta về xuất gia để giải quyết hai vấn đề, khổ và phương pháp diệt khổ. Thế mà sao đây sư đang dạy mấy cái gì đây? Cần không? Sao lại không? Tại vì các vị không phải là cái người, và tất cả chúng ta không phải đi trên con đường để hoàn thiện trí tuệ như Đức Phật, mà chúng ta chỉ đi trên con đường tri thức. Knowledge là tri thức. Mà chúng ta học không đến nơi đến chốn á, thì trước hết là mắc cỡ với lại mấy ông cha, mấy ma sơn, thiên chúa giáo đã. Người ta rất là giỏi về các cái mặt kiến thức phổ thông, cho nên không thích các bạn ni sinh học mờ mờ mù mù vậy, rồi ra nói amateur, amateur, tốt nhất là tu. Còn nói nắm cho chắc đó, nhất là các ni sinh, tại vì mình là chỗ dựa của chúng sanh, niềm tin của quý Phật tử. Cho nên một, biết thấu đáo, hai là phải im lặng, học cho biết thế thôi. Chứ còn để mà chúng ta trình bày một vấn đề, chúng ta phải hiểu chúng ta đang nói cái gì, biết mình đang là ai. Nhớ như vậy. Rất là, dù sao các vị cũng là học trò trong cái lớp chủ nhiệm ở cái phương diện hành chánh, cho nên có những điều thật lòng khuyên các bạn ni sinh, đặc biệt là ni sinh. Còn chư tăng họ có cái phước của chư tăng, chúng ta không có thể nào sánh được, ta không thể nào nói được đó. Cái phước của chư tăng, và một ông tăng có những cái duyên của ông tăng, và chư ni có cái duyên của bên chư ni. Nhớ như thế. Cho nên học thấu đáo, mà biết mình không thấu đáo im lặng.
tôi cũng nghiên tìm hiểu cho biết như thế thôi. Tôi không thấu đáo lắm việc này, cho nên tôi cũng không thể giải thích hoặc trình bày được. Nhớ như thế. Còn các vị học viên ở trong lớp, người ta đều có các nghề nghiệp, công ăn việc làm và trình độ văn hóa khác nhau ở ngoài xã hội. Vào lớp này không gì hơn là tìm hiểu Phật Pháp. Đó, tìm hiểu Phật Pháp. Chúng ta sẽ thấy những cái điều gì? Những cái điều mầu nhiệm và khoa học. Đức Phật vừa là một nhân vật Đức Phật tôn giáo, vừa là Đức Phật lịch sử. Chúng ta hiểu được đạo Phật, những vấn đề khoa học, ánh sáng khoa học trong đạo Phật, thì chúng ta cảm thấy mình quá hạnh phúc. Bởi vì là đây không phải là một tôn giáo mê tín dị đoan. Trong lớp này có những người cao đài hòa hảo, hay thậm chí là một người Kitô giáo đi chăng nữa cũng sẽ thấy đạo Phật hết sức khoa học. Và nhấn mạnh điều này ở trong cái bài này để thấy rằng triết phương Tây đi qua các giai đoạn. Ít nhất là hôm nay chúng ta học qua giai đoạn triết học Phục Hưng, tìm lại giá trị Hy Lạp cổ đại, mặc dù nó vẫn chưa phải là gì chân lý tuyệt đích, nhưng mà người ta cảm thấy là 1000 năm nằm ngủ trong cái vỏ sò để chờ vào sự phán xét của Thiên Chúa, bắt đầu quật khởi lên cái giá trị nhân bản để tìm lại cái giá trị thật của mình nằm ở đâu. Các thành phố lớn như Florence, Milan, Genoa, Pisa, Bologna, các trung tâm xưa thương mại sầm uất ra đời, đặc biệt là ở Ý đó, để mà làm gì? Để thể hiện là cái xã hội phong kiến bắt đầu lạc hậu, lỗi thời. Và người ta, các tầng lớp trí thức phi tôn giáo xuất thân từ nhiều thành phần khác nhau, tập trung trong các nghiệp đoàn tự do truyền bá những tư tưởng tích cực tiến bộ, và họ chính là những nhà nhân văn tiêu biểu của thời đại. Thì cái giai đoạn này chúng ta nhớ cho hai từ là tư tưởng nhân văn. Tư tưởng nhân văn. Như vậy là cái giai đoạn này là Phục Hưng là truyền bá tư tưởng nhân văn. Nhân văn là gì? Là thuộc về con người. Còn 1000 năm trung cổ là thuộc về gì? 1000 năm trung cổ Chúa, Thiên Chúa, Kitô giáo, thần học. Còn sang Phục Hưng là bắt đầu tìm lại giá trị con người. Cho nên tính chất triết học của thời đại Phục Hưng là gì? Chúng ta nói nhân văn, hai chữ thôi. Quên hết nhớ cho hai từ nhân văn, đủ thấy chúng ta hiểu vấn đề. Bắt đầu nói lơ mơ hồi trật lất hết trơn trọi, nói tào lao hết. Ở đây Phục Hưng là nhớ cho hai chữ nhân văn. Từ hai từ nhân văn đó mình tìm ra các vấn đề khác. Ngàn năm trung cổ đâu có nhân văn, cho nên người ta mới là chống lại, tìm lại cái giá trị nhân bản của mình. Đó. Cho nên các cá nhân bắt đầu phát huy cái tư chất của mình trong một xã hội, quyền uy của giáo hội không còn vững mạnh như trước. 1000 năm thời trung cổ tất cả là giáo hội, nhưng sai thời Phục Hưng thì sao? Quyền uy giáo hội không còn vững mạnh, còn người ta có cái lý tưởng riêng, tìm lại cái tư tưởng nhân bản của chính mình. Thời Phục Hưng còn được biết thông qua những phát minh khoa học, tức là ngoài tư tưởng nhân văn còn là những phát minh khoa học. 3 phát minh được xem là tiêu biểu nhất của thời Phục Hưng: máy in, la bàn, thuốc súng. Tức là cái máy in mà chúng ta đang sử dụng cho tới ngày hôm nay, nó có mặt giai đoạn thế kỷ 15. Thế kỷ 15 mới có máy in, mới có la bàn, thuốc súng, tức là cái gì liên quan tới vũ khí. Ngày xưa chỉ gươm đao giáo mát thôi. Thời Phục Hưng mới bắt đầu có những vũ khí thuộc về thuốc súng. Cho nên đó là những phát minh khoa học đặc biệt trong thời Phục Hưng: máy in, la bàn, thuốc súng. Xét ở khía cạnh ứng dụng, còn nhiều khám phá khoa học khác tạo nên sự đảo lộn trong ý thức con người, thách thức cả chân lý ngàn năm, làm lung lay nền chuyên chính tinh thần của nhà thờ. Trước là chuyên chính tinh thần. Marx hay nói chuyên chính vô sản là sao? Các vị này học triết Marx lê hết rồi nè, học đại học ngoài là học triết Marx lê hết rồi. Chuyên chính vô sản là gì? Lấy vô sản làm vũ khí. Chuyên chính là chỉ có giai cấp vô sản thôi. Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian, vùng lên
hỡi ai đau khổ bần hàn. Cái giai cấp đó sẽ là vũ khí duy nhất để mà đối kháng lại các giai cấp khác đối với quan điểm của triết học Marx, chuyên chính vô sản. Còn 1000 năm thời Trung Cổ là gì? Chuyên chính nhà thờ, duy nhất chỉ có nhà thờ mà thôi. Chuyên chính là chuyên nhất, duy nhất, chính yếu nhất, có một cái thứ đó thôi. Và nhà thờ là vũ khí duy nhất trong 1000 năm thời Trung Cổ, chỉ có Chúa hết. À, nói tới Chúa là im đi cho rồi. Niềm tin đi trước chân lý, niềm tin đi trước lý trí. Tôi tin vì đó là điều đó không lý giải được cho nên tôi tin. Nó nói như vậy mà. Tôi tin vì điều đó là tôi phải tin chứ. Vì không lý giải được cho nên tôi tin. Các triết gia, các nhà thần học nói như thế. Chúa sao tạo ra tất cả mọi thứ, đã tạo ra hòa bình rồi tạo ra chiến tranh, tạo ra con người rồi còn lại các phong cùi, ung thư, tật bệnh. Tại sao như vậy? À, tôi tin điều đó bởi vì tôi không lý giải được nên tôi tin. Nhưng mà đối với đạo Phật là nhân quả. Chúng ta đến với nhau là nhân duyên, nhân quả trong nhiều kiếp sống. Và Đức Phật dạy chúng ta cách thăng hoa trong cuộc sống để thăng hoa đời sống tâm linh và cả con người. Cho nên bắt đầu cái giai đoạn phục hưng với những cái ý thức hệ, các khám phá khoa học, ý thức về nhân văn, nó làm đảo lộn ý thức con người, thách thức chân lý ngàn năm, lung lay nền chuyên chính tinh thần của nhà thờ. Các vị nhớ như vậy đi, giai đoạn phục hưng là như vậy, làm lung lay nền chuyên chính nhà thờ. Và cái quan điểm triết học chính trong thời phục hưng là gì? Mới nói xong, nhân văn. Nắm cho được, đó là chìa khóa của mình. Có thể quên hết sau khi tốt nghiệp, nhưng mà nhớ vài vấn đề chính thì chúng ta vẫn là người có học triết học phương Tây. Còn không thì thôi, bỏ hết. Không ai nỡ đánh rớt, phải không nào? Học quá nhiều môn, thi dồn dập vân vân, nhiều lý do lắm. Nhưng ít nhất cũng phải biết cái gì chứ. Chứ không thì con không biết mặt mũi nào con nhìn Hòa Thượng Viện Trưởng nữa. À, mà các vị cũng biết mặt mũi nào chúng ta nhìn nhau là đã học triết phương Tây, giờ biết gì. Thôi mà cô, hè hè, phải vậy đâu. À, vậy mà mình thăm nhau mắc cỡ lắm. Xu hướng thế tục hóa sinh hoạt xã hội, cải cách một phần hệ thống giáo dục và định chế luật pháp không chỉ làm lặn mặt hóa, đơn giản hóa quan hệ xã hội mà thúc đẩy hơn nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của con người. Ngàn năm nằm im rồi, bây giờ cái phục hưng là cái tinh thần con người ta rất là mạnh mẽ. Cải cách hệ thống giáo dục, khi xưa hệ thống giáo dục là gì? Nhà thờ. Hệ thống giáo dục là gì? Kinh viện. Kinh viện tức là tất cả trong các thư viện đầy nhấp kinh điển. Và tất cả con người ta chỉ học cái thứ đó thôi. Cả cái phương Tây đó là chỉ có một tôn giáo duy nhất là Kitô giáo. Thì đâu có ai nói gì khác nữa đâu. Đâu có gì để tranh cãi đâu. Cho nên đó là một nền chuyên chính nhà thờ là vì không còn gì khác. Đó. Chuyên chính vô sản là chỉ có giai cấp vô sản, không có gì khác. Cái gì khác là bẻ gãy liền. Nhưng mà tiếc thay là Marx cũng cho là cái quan điểm của mình nó khoa học. Đã khoa học thì sẽ thành công. Khoa học 1 cộng 1 là bằng 2. Hydro cộng oxy ra nước. Nhưng mà con người đầy tham sân si, đâu có khoa học như Marx nghĩ. Đâu có phải là chủ nghĩa xã hội khoa học toàn thắng. Xã chủ nghĩa xã hội khoa học nên chắc chắn toàn thắng. Nhưng mà đâu mà đơn giản như thế. Cái chủ nghĩa xã hội đó khác gì Tây Phương đâu. Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Xã hội không có giai cấp, không có giàu nghèo. Chúng ta xét cho cùng là cái tư tưởng của Marx quá nhân đạo, quá tuyệt vời. Nhưng ông không thể lường được căn tánh của chúng sanh, không biết quá khứ, hiện tại, vị lai của mỗi con người như Đức Phật. Cho nên ông khẳng định chủ nghĩa xã hội khoa học. Và khoa học thì tất thắng, sẽ diễn ra đúng như thế. Chúng ta học chủ nghĩa xã hội khoa học. Những cái chữ khoa học này không thể áp đặt cho con người, bởi con người không phải là một cỗ máy móc. Nhưng cái tư tưởng của Marx vẫn rất là tuyệt vời. Làm sao một cái xã hội không có giai cấp được? Trong chùa của chúng ta chỉ có người tu trước là trưởng lão, rồi đến các cái
nó có cái nề nếp thứ tự. Trên kính dưới nhường, sống trong lục hòa, đó là một cái xã hội cộng sản thu nhỏ. Mà Marx muốn cái đó nó là của cả thế giới. Những cái tư tưởng của Marx vĩ đại. Người ta xem Marx là một triết gia tuyệt vời của thế kỷ 20, người ta bình chọn như vậy đó, hạng nhất. Nhưng mà cái điều ông muốn thì không phải là sẽ thành sự thật. Đức Phật dạy chúng ta phải tu tập và chuyển hóa các hạt giống tham sân si để đời bớt đau khổ. Chứ Đức Phật không khuyến khích chúng ta trong một cái xu hướng chính trị nào. Thì không có tự do nào mà ở trong tự nội tâm của con người mà không có cái niềm an lạc hạnh phúc nào mà không từ ở trong nội tâm con người mà ra. Cái điều này khi chúng ta học bộ môn triết học chính trị xã hội, chúng ta sẽ được tìm hiểu vấn đề này. Mà rất may mắn là khoa đào tạo từ xa học theo chương trình triết học, nên các vị sẽ gặp hư nhũ lại cái môn này. Chúng ta sẽ hiểu sâu sắc hơn và chúng ta sẽ thấy đạo Phật mình rất tuyệt vời. Đức Phật cũng không hề ủng hộ cái chế độ nào, nhưng mà dạy các vua chúa. Rất là nhiều bài kinh dạy các vua chúa và bảy pháp kiện toàn quốc gia là dạy các vua. Dạy gia đình, xã hội và các sa môn trên nền tảng trí tuệ, chứ không phải là trên nền tảng của một cái tư tưởng hệ chính trị nào. Mà cho đến bây giờ chúng ta lật lại lời dạy Đức Phật, chúng ta giảng ở trong cái cuộc lễ gì, cô dâu chú rể, bây giờ đám cưới gọi là lễ hằng thọ, đem lời dạy Đức Phật ra vẫn phù hợp. Năm vấn đề người vợ sống với chồng phải ra sao, và tương ứng lại thì chồng có năm bổn phận đối với vợ như thế nào. Chứ không phải vợ đối với chồng năm bổn phận mà chồng đối với vợ có một đâu. Phật chẳng có bất công, rất bình đẳng. Mà sao ni 348 giới mà tăng 250 giới, khỏi nghiên cứu cũng trả lời được. Phật chế giới là do phạm mà chế, chứ có phải tự mà ngồi đặt ra. Cho ni phạm cái gì bất ổn thì Phật phải chế. Còn cái phía nó tăng không sao thì cứ việc. Phật còn sống là ni có phải 500 giới cũng vẫn phải thọ. Phật nhập niết bàn rồi thì thứ cứ 348 giới đó cũng do mình. Bao nhiêu cái bản chất, những cái gì sâu thẳm trong con người của mình, nó làm cho mình khó tu, khó chứng đắc, thì Phật chế giới để bảo vệ mình. Bởi nhiều thôi cho nên lúc khỏi thắc mắc. Bát kính pháp hay cái gì cũng là Phật nhìn thấy bản chất của tăng và ni. Nhờ có bát kính pháp, ni nó nặng lại tăng hết. Tăng làm gì nữa giờ? Ni xem tăng là Phật mà ông tăng làm gì nữa giờ? Đó. Cho nên bát kính pháp để bảo vệ cho ni, rồi 348 giới là để cho ni tu tập. Những vấn đề đó, có những cuốn sách dày như vậy để nghiên cứu vì sao 348 giới. Trong khi ngay từ bản chất là 12 năm đầu Phật không chế giới, đến năm thứ 13 tăng đoàn bắt đầu có những sự gì? Tham dục, hỗn loạn, khó tu tập, ham này ham kia, và có nhiều thứ để làm cho không bảo vệ cái đời sống tu tập. Phật bắt đầu chế giới. Cứ phạm đầu chế đó, phạm đầu chế đó. Thì cái gì mà bên ni phạm thì Phật chế, cái gì của bên hai bên cùng phạm thì cùng chế. Mà cái gì riêng của ni thì ni, là cái chuyện đó của ni. Cái chuyện gì của tăng là của tăng. Có thể thôi, thì chẳng có gì để nói. Cái gia đình này thì ông cha đưa ra 10 điều, mà gia đình kia ông cha đưa có 2 điều à. Tại con cái là hiếu đạo, tốt đẹp. Cho nên chỉ có 2 điều thôi, là các con đi đâu đừng có về quá 10 giờ. Hả? Điều thứ hai là những ngày chủ nhật thì các con có đi chơi ở đâu thì phải ăn cơm trong một nhà hết. Những cái nhà bên kia thì ông cha đưa ra cả 10 điều mà cũng không yên. Đủ thứ chuyện trong gia đình hết. Con chửi mẹ, con dâu chửi bố, rồi trong nhà tham lam đủ thứ, cho nên ông cha đưa ra đủ thứ, mọi thứ để ổn định gia đình mà ổn định không nổi. Cho nên cái sự từng cái hoàn cảnh, môi trường đều do cái đặc điểm riêng của nó. Và nhân duyên là như thế. Thì cái triết học phương Tây nó phát triển theo cái chiều hướng đó cũng do gì? Cái tư duy của phương Tây, cái sự phát triển của nền văn minh triết học phương Tây, nó khiến cho chúng ta sẽ phải tìm hiểu những giai đoạn như vậy. Còn phương Đông, nó là một cái nền là văn minh phương Đông, nó phù hợp với con người của phương Đông. Chúng ta là thường hướng tới cộng đồng, còn phương Tây là cá nhân.
Đặc biệt là giai đoạn triết trọng của phục hưng nè, đó là con người ta trở về với chính mình, đề cao những cái gì của cái tư cách cá nhân có thể làm được. Họ đề cao, họ xưng tán, họ ca ngợi. Bởi vì gì? Họ không muốn lệ thuộc vào cái chuyên chính của nhà thờ. Cho nên cá nhân có được những gì mà làm cho người ta phải ca ngợi hay ngưỡng mộ, họ rất đề cao, rất bảo vệ. Tại vì bao nhiêu ngàn, hàng cả một ngàn năm là người ta sống như là một con sò rồi, nằm yên trên bãi biển rồi, bờ biển rồi. Đó. Cho nên chúng ta học triết học phương Tây để thấy rằng nó chuyển biến theo giai đoạn lịch sử. Nhưng mà triết học Phật giáo thì cái bản chất của Phật giáo nó không thay đổi vì nó là chân lý. Nhưng có các hệ phái, các hình thức, các phương tiện tu tập khác nhau là do duyên, do hoàn cảnh lịch sử, do văn hóa, do môi trường. Đó. Như Phật giáo sang Trung Quốc một cái là cách ăn mặc ra khác rồi. Bên Ấn Độ có một tấm vải thôi. Một y phục đẹp nhất của một phụ nữ là dài 25 mét mà mỏng, mà quấn sao mà rồi toàn thân phủ kín hết. Cho nên thợ may ở bên Ấn Độ cũng chả có phải là phải học cái gì cho lắm. Đó. Đấy, có tấm vải quấn thôi đó, nhưng mà không biết cách quấn là rớt rồi nghe. À, quấn như thế nào đó. Cho nên cái y của tăng đoàn cũng từ cái y phục của Ấn Độ. Ngày xưa là cứ bám nạp mà cuốn thôi. Cho nên tần bà Sa La mới bạch Đức Thế Tôn, tăng đoàn của Đức Phật ăn mặc giống y như là ngoại đạo. Đức Phật mới nói với vua tần bà Sa La và A Nan là kể từ nay y phục của tăng đoàn giống như những thửa ruộng kia. Rồi mới có ngũ điều, thất điều, cửu điều, thì mấy cái đó cũng là những cái danh từ đó cũng bắt đầu từ cái Phật giáo phát triển. Chứ hồi xưa là cũng chỉ là những mảnh ruộng rát vào, và bắt đầu người ta dâng cúng những cái y vải đẹp của Đức Phật cho chư tăng nhận để cho người cư sĩ có phước. Ngày xưa là rất đơn giản, gốc cây, tấm y bá nạp đó, rồi cái gì cái bát, để thời gian mà nội quán, cho nên siêu xuất về mặt trí tuệ. Còn bây giờ mình thấy phương tiện rất cần thiết nhưng mất thời gian rất nhiều. Các vị thấy bây giờ sư lớn tuổi rồi, bác sĩ nói nằm cái nệm đi chứ sư nằm chiếu hoài là không có sức khỏe, mà nằm nệm phải giặt ra, phải phơi nệm. Còn cái chiếu các vị thấy không, đơn giản vô cùng, rất mau sạch sẽ và rất là đơn giản. Nhưng mà cái gì nó cung cấp bảo vệ cho cơ thể mình thì thời gian lại phải mất nhiều hơn. Mình có vài người đệ tử thị giả sai bảo chứ nếu một thân một mình là dẹp hết, thời gian đâu mà lo những cái đó. Nên quay trở lại cái thời xa xưa đó, chúng ta thấy Đức Phật quá là có lý rồi. Đơn giản nhất để tư duy về thiền định và trí tuệ, chuyện đắc quả là hán, Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm là chuyện tất nhiên. Bởi vì còn cái gì suy nghĩ nữa, buông hết tất cả rồi. Nếu ở nhà làm vua hết mà 6 hoàng tử đi tu một lượt, các vị nghĩ đi, Anậu Lâu Đà, rồi là Bát Đa Gia, rồi là Đề Bà Đạt Đa, rồi A Nan, rồi 6 hoàng tử đi một lượt. Mà Bát Đa Gia là bạn thân của Anậu Lâu Đà, nếu mà ở nhà làm vua, dòng họ thích, Tất Đạt Đa đi rồi thành Phật rồi, La Hầu La đi đắc quả A La Hán rồi, giờ Bát Đa Gia sẽ lên làm vua, Anậu Lâu Đà lôi đi luôn, ta có ham gì đâu mà. Cho nên cái tinh thần của ta nó trong sáng, nó nhuần nhuyễn, và nó xem cái vấn đề của Đức Phật, sự ra đi vô tiền khoáng hậu, chân lý đó, người ta đi theo cái chân lý đó một cách rất là ngây thơ, đơn giản và sáng suốt. Đó. Cho nên tất cả những gì nó câu hội, những phương tiện cho chúng ta là luôn nhớ hai mặt của vấn đề. Rất tốt, rất tốt, rất mất thời gian. Đó. Mà có cái này rồi phải có cái kia. Cái này có, tất cả kia có. Cái này không là cái kia không. Cho nên Đức Phật rất là tuyệt vời. Đó. Nhưng mà Phật giáo phát triển bây giờ đâu có phải cái thời xưa ở trong rừng mà biểu gốc cây rồi này kia, là sư nói chuyện, đó là sư nói chuyện phiếm, chuyện ngày xưa. Nhưng mà vẫn đừng bao giờ quên hai từ đơn giản. Cái đơn giản đó làm cho chúng ta quay trở về nội tâm của mình, giống như Socrates. Tôi biết một điều là tôi không biết gì hết. Cho nên cuộc đời ông không có thèm sắm nô lệ, không có thèm xây nhà cửa cho vợ đâu. Vợ chữa gì mặc kệ ông, bởi vì ông thấy rằng cái chuyện quan trọng là trí tuệ nè. Sao con người ta không quan tâm?
Cho nên ông đi khắp cái thành hết để rồi ông khai mở cho giới trẻ. Mà ông bị người ta kết luận là đầu độc giới trẻ, bắt uống thuốc độc chết. Ông bảo thôi, ông sống vậy cũng đủ rồi. Bây giờ vượt ngục sống thêm vài năm nữa cũng chết, tại vì nhân sinh thất thập cổ lai hy mà. Vượt ngục rồi cũng mang tiếng vượt ngục rồi ra sống được vài tháng nữa chết thì cũng chả ra gì. Cho nên thả tuổi thanh niên cũng nên vượt ngục, 70 rồi vượt làm chi nữa. Đó. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng đó, chúng ta học ở đây đó, để chúng ta đối chiếu lại cái sự siêu tuyệt của Đức Phật. Và triết phương Tây nó thăng tiến, nó thay đổi, rồi là nó biến hóa, nó chống trái, nó phản ứng vân vân, bởi vì không phải là cái giai đoạn nào là chân lý hết. Còn mình đã có cái triết học Phật giáo là chân lý. Ngài không trả lời các vị tỳ kheo bởi vì là các vị tu đi rồi sẽ biết. Còn giờ ta có nói các vị cũng có thấy đâu, có biết đâu. Giống như một kỳ liên bảo thí, con quỷ mà hai nắp và hai vòng lửa rồi miệng nó phun lửa nó đi trên không như vậy như vậy. Rồi tỳ kheo các khác không biết là một kỳ liên nói thật không. Bạch Đức Thế Tôn, tại sao một kỳ liên nói như vậy? Đức Thế Tôn nói ta cũng thấy như vậy mà ta không nói, là bởi vì là các tỳ kheo chưa đắc quả là không thấy gì, ta nói cũng đâu có tin đâu. Một kỳ liên là có thần thông, có A-la-hán nên nhìn thấy. Đó. Chính vì vậy những cái gì mà thuộc về triết học Phật giáo đặt trải nghiệm, và đó là chân lý, là chứng đắc. Cho nên bây giờ có các triết gia phương Tây ngồi đây mình cũng đâu có sợ. Thấy Đức Phật là siêu việt, cái nền tảng của Ngài không phải bằng tri thức để lần mò đi tìm kiếm. Triết học phương Tây nó vẫn là tri thức, mặc dù trong đó vẫn có những tư tưởng rất là siêu xuất nha. Như Heraclitus từng tuyên bố không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Đó, mình chứ vậy chứ cũng chưa bao giờ mà mình dám nghĩ là đời nó vô thường tới cỡ đó đâu. Chuyện cái ông kia chết chứ mình còn lâu, thầy bói nói mình thọ lắm, ví dụ vậy. Còn Heraclitus khi mà tuyên bố không ai tắm hai lần trên một dòng sông là sẵn sàng đón nhận cái chết đến với mình bất cứ lúc nào. Cho nên nói về tư tưởng siêu phóng thì trong tinh thần triết học phương Tây họ có hết, nhưng mà giải thoát một cách tuyệt đối như Đức Phật thì chưa. Các vị nhớ như thế. Đức Phật giải thoát chứng ngộ trí tuệ của Ngài thì chúng ta toàn bích. Cho nên mình học gì học chứ rồi mình cũng quay lại những lời Phật dạy, mình rất là yên tâm. Chứ không phải là thầy trò mình mày mò con đường để đi, rồi ngày nào ông lên tranh cãi không biết cái nào phải cái nào quấy. Mình nói gì nói chứ mình vẫn còn một cái gì, cái ngọt đuốc trí tuệ, cái kim chỉ nam là của Đức Phật, để mà chúng ta lấy đó làm cái hướng đi cho mình. Còn triết phương Tây là chúng ta tìm hiểu sự hình thành, sự phát triển và các tư tưởng, các triết gia nó đã đi qua những giai đoạn như thế nào. Mà chúng ta lại là đi trên con đường tri thức mà cũng không hiểu đó là gì, làm sao chúng ta có thể đối diện với những người ngoại đạo, Kitô giáo, các cha nhà thờ đó, rồi những người các tôn giáo khác. Chúng ta không học triết học phương Tây thì chúng ta nghĩ đạo nào cũng như đạo Phật sao? Rồi nhiều người tưởng Phật cũng như Chúa, một bên nói Chúa sáng tạo tất cả, rồi mình nói đâu Phật mới là sáng tạo tất cả, thế là Phật cũng là thượng đế hay là cái gì? Nhưng mà đạo Phật của mình tại sao trở thành tôn giáo của nhân loại? Bởi vì không có thượng đế. Ta là Phật đã thành thì chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên là nhiều khi ngồi dưới đây có những vị Bồ Tát A-la-hán, họ ngồi đây chứ mà họ hiện thân thôi đó, chứ đâu phải mình có thể nói chơi đùa được đâu. Cho nên chính vì cái bộ môn triết phương Tây này đã cho cái tư tưởng của chúng ta hiểu được từng giai đoạn. Mà mình không nắm được trình tự lịch sử triết phương Tây và chúng ta học cái gì? Không cần đi sâu vô triết học phương Tây. Đây là bộ môn lịch sử triết học phương Tây. Cho nên các vấn đề triết học là con giải thích một cách đơn giản nhất, cụ thể đơn giản. Nhưng mà cái lịch sử nó đi từ đâu đến đâu là lớp chúng ta phải nắm. Bây giờ mà cho một cái đề tự luận về triết học phương Tây, hãy trình bày quan điểm triết học của Plato, là chúng ta viết nhảm ở trong đó. Thật, bảo đảm luôn. Cái hang, cái hầm, cái hố gì là viết lung tung hết. Plato là triết học cái hang mà. À. Vì vậy đó thì theo các nhà nghiên cứu lịch sử tư tưởng, thời Phục Hưng là thời đại con người trở về chính mình. Và yêu cầu các vị nhớ cho hai từ nhân văn. Thuật ngữ chủ nghĩa nhân văn, humanism, có nguồn gốc sâu xa
từ humanus là con người, humanitas nhân tính. Cho nên cái thời Trung Cổ là Chúa thì Sang Phục Hưng là con người. Người đầu tiên sử dụng cái từ nhân tính này là nhà tư tưởng cổ đại La Mã Cicero. Chính ông đã khái quát thành quả văn hóa của người Hy Lạp và xem đó là mẫu mực của sáng tạo. Humanitas do đó biểu thị không chỉ sự phục hồi mà còn là tôn vinh con người. Cho nên chúng ta sẽ có câu hỏi, người đầu tiên sử dụng từ nhân tính ở bình diện văn hóa là ai? Chúng ta phải trả lời, nhà tư tưởng cổ đại La Mã Cicero. Rồi tư tưởng triết học của thời Phục Hưng là gì? Nhân văn. Phong trào Phục Hưng bắt đầu ở đâu? Florence, Ý. Đó, như thế thôi. Không có ABCD gì hết nha. Nhớ đó, không có ABCD gì hết. Tại vì ví dụ như sản phẩm của phát minh khoa học của thời đại Phục Hưng là gì? Máy in, la bàn, thuốc súng. À, rồi là sẽ là A là giấy, rồi máy in la bàn, B là cái này kia, C đây nó sẽ có một cái là máy in la bàn thuốc súng. Nhưng mà người ta không viết máy in la bàn thuốc súng, người ta đề thuốc súng máy in la bàn, cho câu đó sai mất tiêu rồi. Học bóng nghĩ mà. Thậm chí là chúng ta có được cái đề ABCD đó, người ta B mình cũng B mà không biết tại sao. Cho nên chúng ta sẽ trả lời ngay cái vấn đề, không yêu cầu trả lời dài, rất ngắn và chính xác vào nội dung. Cho nên ban học tập phổ biến cho lớp là chúng ta cũng sẽ trả lời rất nhiều câu hỏi ở dạng ngắn nhất. Lớp đã nghe rõ chưa nào? Thì chúng ta học từ hôm nay. Tư tưởng triết học Phục Hưng là nhân văn. Bắt đầu ở đâu? Ý, Florence ở Ý. Đó. Rồi là ai là người sử dụng đầu tiên cái từ nhân tính này? Cicero. Mà ai giỏi đó là ghi nhà tư tưởng cổ đại La Mã. Mà chỉ biết Cicero không là đủ điểm trung bình rồi, mà nhà tư tưởng La Mã cổ đại thì cái người đó chứng tỏ là điểm người ta phải cao hơn mình. Còn A, B, C, D khó biết trong này ai là kẻ mù, ai là kẻ sáng lắm. Từ nửa sau thế kỷ 18 trở đi, thuật ngữ chủ nghĩa nhân văn trở thành một trong những từ phổ biến đề cập đến các lĩnh vực đạo đức, văn hóa, chính trị, mang những thông điệp lý tưởng về quyền con người. Tức là chữ từ thế kỷ 18 cho đến bây giờ luôn. Người ta nói, cuộc đời của Đức Phật, những lời dạy của Đức Phật vô cùng nhân văn. Đó là từ ăn lấy cái từ của triết phương Tây mà ra. Chứ đâu ra nhân văn là cái từ ở phương Tây mà ra. Humanis, humanitas. Mình sử dụng mà mình không biết nguồn gốc của nó. Đối với thời Phục Hưng, tư tưởng nhân văn bao hàm hai nghĩa chính: đề cao nhân tính, ca ngợi sự tự do của con người, hướng đến thiết lập một xã hội tốt đẹp, thoát khỏi sự thống trị của Thượng Đế, bằng thay sự thống trị Thượng Đế bằng sự thống trị của con người, xây dựng một thiên đường trên mặt đất cho con người, chứ không phải thiên đường chờ ngày phán xét của Chúa nữa. Như vậy các vị đã nắm vững được thời Phục Hưng chưa ạ? Nắm vững rồi, chúng ta nghỉ giải lao mấy phút.